hân hoan vui mừng phấn khởi và rất hồ hởi gửi đến quý vị và các bạn một siêu phẩm cực kỳ mới mà anh em chúng tôi vừa mới mua về được. Đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe. Đây là cái phiên bản Santa Fe bản cao cấp, máy xăng và là cái động cơ 2.4 lít ạ. Động cơ 2.4 lít, máy xăng, động cơ cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Hyundai Santa Fe siêu lướt vừa mới đăng ký, vừa sản xuất và đăng ký tháng 8. Và chiếc xe mới chạy được có hơn 3.000 km thôi ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn thì mời quý vị và các bạn theo dõi video của chúng tôi để được xem về chiếc Hyundai Santa Fe 2020 này ạ. Sau nhiều năm cải tiến thay đổi mẫu mã thì Hyundai cũng đã thay đổi cho chiếc Santa Fe này là một cái ca lăng, tức là cái lưới tản nhiệt ấy. Hình mắt cáo rất là mới, rất là đẹp, và trên đầu này cũng đã được trang bị là cảm biến trước rồi đấy ạ. Bốn mắt cảm biến trước. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên chiếc gương chiếu hậu này, và gương chiếu hậu này là gương gập điện, chỉnh điện và tích hợp cả cảnh báo rẽ trên gương. Đây thưa với quý vị, cảnh báo vượt trên gương, đây là cái cảnh báo vượt tích hợp trên gương này đây ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Nhìn từ phía sau thì chúng ta cũng thấy được xe cũng đã được trang bị rất nhiều option, ví dụ như là camera lùi, cảm biến lùi, đây là cái cảm biến lùi 4 mắt hết rồi, đi rất là an toàn. Chiếc xe này được đăng ký biển 36 quê hương Thanh Hóa và biển số này rất là đẹp. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang ở Thanh Hóa mà mua chiếc xe này thì được sử dụng luôn cái biển số này, rất là đẹp. Còn nếu như khách hàng nào mà mua về Hà Nội thì sang tên rút hồ sơ thì được bấm biển số là mới thôi ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi tiến vào cái khoang nội thất để xem chiếc xe này siêu lướt mới có hơn 3.000 km và rất mới, còn chưa bóc ni lông này, nó như thế nào đây ạ? Vâng, thưa với quý vị và bạn, trước tiên là chúng ta bước vào cái khoang nội thất này. Tất cả còn nguyên ni lông, giống y như một chiếc xe ở trong hãng chưa bán đấy ạ. Tất cả còn nguyên bản hết ạ, chưa bóc ni lông luôn. Đây là cái ghế chỉnh điện đây ạ. Cái ghế này là cái lái, toàn bộ ghế lái chỉnh điện này. Và nhớ ghế này, ghế lái chỉnh điện như ghế hai vị trí này. Vô lăng cũng còn nguyên bản luôn, vô lăng còn chưa bóc. Đây ạ, đồng hồ công tơ mét đây. Đồng hồ công tơ mét mới có 3.600 km thôi. Tôi bật điện lên cho quý vị và bạn cùng xem. Xe có cả hắt kính rồi. Đây quý vị và bạn xem về cái phần hắt kính đây ạ. Hắt kính này. Đấy, hiển thị ở trên kính lái luôn. Màn hình cũng vậy luôn ạ. Đồng hồ đây, đồng hồ mới có 3.600 km thôi. Và cái đây tôi tắt đi cho quý vị và các bạn cùng xem là cái phần ni lông này còn chưa bóc luôn ạ. Tất cả cái ni lông ở trên màn hình này còn chưa bóc ạ. Đây ạ. Ni lông trên này cũng chưa bóc hết ạ. Và xe đã được trang bị cửa sổ nóc này, cửa toàn cảnh, panorama hết cả xe luôn đấy ạ. Rất là đẹp ạ. Và tất cả là chưa bóc ni lông. Đấy. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Chiếc xe được sản xuất và đăng ký tháng 8 năm 2020 đây ạ. Đây thưa với quý vị bạn, sản xuất năm 2020 luôn đây nhé. Thưa với quý vị, sản xuất 2050. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Đây là cái phần nội thất cho hàng ghế ngồi phía sau. Tất cả cũng còn nguyên luôn, chưa bóc ni lông ạ. Tất cả còn rất là mới ạ. Cửa sổ tôi mở hết ra cho nó thoáng đây ạ. Nhìn ở trong xe rất là sáng. Nội thất được kết hợp giữa màu nâu cà phê và màu đen bởi ghế da cao cấp rất là sang trọng và lịch sự ạ. Và ở cái phiên bản Santa Fe phiên bản cao cấp này được trang bị là cái rèm cửa đây rồi ạ. Đây là cái rèm cửa này. Rất là hiện đại. Đấy, rất là sáng. Và xe cũng đã được trang bị là cái cốp điện rồi. Đây là cái cốp điện đây ạ. Cốp chỉnh điện này. Tôi sẽ cho quý vị và bạn cùng xem về cái phần nội thất từ khoang sau. Tất cả còn chưa bóc ni lông và còn rất là mới luôn đấy ạ. Cửa sổ trời toàn cảnh này. Rất là thoáng, rất là đẹp ạ. Mặc dù hôm nay là chúng tôi quay thời tiết nó rất là mát nhưng mà nó lại tối. Tối nhìn trong xe nó không được rõ lắm nhưng mà quý vị và bạn thấy đấy ạ. Tất cả nó còn rất là mới ạ. Đây là cái điều chỉnh cho dàn điều hòa hàng ghế ngồi phía sau đấy ạ. Ba dàn điều hòa sau cùng đấy ạ. Và đây là cái
nút chỉnh ghế hàng ghế phía sau cũng là ghế gập điện đây, thưa với quý vị bạn, đây là hàng ghế gập điện này, nút chỉnh điện này. Tất cả còn là rất là mới, rất là đẹp luôn đấy. Những cái này thì còn mới, còn tất cả còn chưa dùng gì đến cơ ạ. Quá mới luôn. Tất cả về cái phần nội thất được kết hợp giữa màu cà phê và màu đen, rất là sang trọng và lịch sự ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, và tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Về chiếc xe này thì còn bảo hành tại hãng, cho nên là tôi không cần phải cam kết. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua chiếc xe này thì quý vị và bạn có thể qua cửa hàng chúng tôi, hoặc có thể đánh vào tận hãng để kiểm tra. Ok luôn ạ, tất cả chất lượng còn rất là mới. Đây là cái ghế phụ ạ, bên ghế phụ cũng là ghế chỉnh điện rồi đấy ạ. Ghế chúng tôi cũng còn chưa bóc ni lông cơ, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Phần ghế sau bên phụ cũng vậy, và tắp đi bên phụ cũng vậy, cũng đã được trang bị là rèm chống nắng này. Rèm chống nắng cho cái cánh cửa này đấy. Đây là rèm chống nắng này. Và tất cả về cái phần nội thất này là chưa bóc ni lông luôn ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Riêng về option thì chiếc Hyundai Santa Fe này rất là nhiều option, thưa với quý vị và các bạn, tương đối là nhiều option rồi. Đây, xe cũng đã được trang bị là màn hình giải trí trung tâm đa phương tiện, điều hòa tự động hai vùng, trên này là hai vùng độc lập và bên dưới kia là một vùng nữa, và tích hợp tất cả các ổ điện này, cắm USB này, sạc không dây, đây là cái sạc điện thoại không dây được tích hợp ở dưới này ạ. Tất cả rất là nhiều option hết rồi. Đây, nhìn rất là hiện đại ạ, tất cả rất là đẹp ạ. Và có cả hàng ghế sau cũng có ổ cắm điện thoại luôn ạ. Hàng ghế sau cũng được trang bị là cửa gió và ổ cắm điện thoại, sạc điện thoại. Đây là cái phần lốp của xe, thưa với quý vị bạn, chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 3.000 km thôi, cho nên là cái phần lốp này còn gần như là mới. Hôm trước tôi đem đi tôi rửa là cái vạch đỏ, sơn đỏ đây vẫn còn nguyên này. Hôm nay thì đi nó bẩn, không nhìn rõ vạch sơn đỏ thôi, chứ còn tất cả là còn nguyên cả vạch sơn đỏ đấy ạ. Tất cả còn rất là mới luôn đấy. Và cái phần quan trọng nhất mà hầu như người dân Việt Nam mình đi mua xe rất là quan tâm, đó chính là mức tiêu thụ nhiên liệu. Ngày xưa là cứ bảo hay đi mua xe Santa Fe là phải máy dầu cho nó tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, thưa với quý vị các bạn, nhưng bây giờ Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Santa Fe động cơ xăng này là một cái khối động cơ 2.4 lít và là động cơ xăng, nhưng mà động cơ mới, động cơ cực kỳ thông minh và lại tiết kiệm nhiên liệu ạ. Đây, thưa với quý vị các bạn, tôi quay ở cái phần này thì nó ở trên kính, nó hơi khó nhìn một chút, nhưng quý vị và các bạn đây ạ, mức tiêu thụ nhiên liệu mà hãng đã đề ra đây, mức tiêu thụ nhiên liệu đây ạ. Chạy ở đường kết hợp có 8,6 lít thôi, 8,6 lít cho 100 km, và trong khu đô thị có 11,4 lít ạ, và ngoài đô thị có 6,9 lít thôi ạ. Đây, 6,9 lít cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu đấy. Động cơ xăng nhưng mà tiết kiệm nhiên liệu ngang với động cơ dầu luôn. Đấy, động cơ rất là tiết kiệm nhiên liệu ạ. Đây chính là cái phần động cơ của xe Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Santa Fe 2020 này, là một cái khối động cơ mới, động cơ thông minh GDI. Thưa với quý vị và bạn, tất cả nó còn rất là mới. Chiếc xe này thì tôi không phải giới thiệu nhiều cho quý vị và các bạn về nhiều về chiếc xe nữa đâu, vì chiếc xe này còn nguyên bảo hành tại hãng ạ. Vì chiếc xe này mới đăng ký vừa với mua tháng 8, cho nên tất cả còn nguyên bảo hành tại hãng luôn ạ. Tất cả còn mới và còn nguyên bảo hành tại chính hãng Hyundai Việt Nam. Và tất cả một số chỗ đây còn chưa bóc ni lông. Quý vị và các bạn xem đây ạ, động cơ nó còn rất là mới luôn. Vì chiếc xe vừa mới đăng ký tháng 8, vừa mới sản xuất tháng 8 và đăng ký tháng 8 luôn, cho nên là nó còn rất là mới ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm với chiếc xe Hyundai Santa Fe 2020 này, thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Santa Fe 2020 này, thì mời quý vị và các bạn hãy qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Santa Fe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À,
quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.